sao cõi trời không gì sánh bằng. Với Như Lai thiện thệ do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mộc. Với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chứng pháp ấy công thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú. Đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung. Đệ tử đấng thiền thệ được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành thiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tình. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, giờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quần dù thổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời ân chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc,
chúng thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này, tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này, tu thành muôn hạnh phúc. Yani taputa ni sama gata ni puma ni waya ni wa antaleke sabbe wa puta sumana pawantu ako bisa kacang tunantu pasitan tatma hi puta ni sama ta sambe metang karo tamano ya baca ya di wacara to caranti ye paling tat mahine rakata pamata yang king diwian kita wa urang wa sangge suwa yang rata panitang nano Sita ha gate nai dam vibhute ratanam bani tang khayete na sacce na suvati ho tu kayam viragam amatam bani tang yada cha gasa yamune samahito na te samme na samati kinchi dam vi thamme ratanam bani tang ete na sacce na suvati thì hô tu văn bùa ta sẽ thô bà rì quán là di su chinh sa ma thi ma nam ta rì ca nha ma hu sa ma thi na tê na sa mô na vê cha thi đăng bi thâm mê ra ta năng bà ni tăng ê tê na sa chê na sô va thi hô tu dê bùn gà la a ta sa tăng bà sa tha cha ta rì ê ta ni yu ga ni hon ti te da ti nai ya su ga ta sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba amatang vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa dê na su va ti ho tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi va tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so bu ri yang va da mi yô Ariya sakya ni awe cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sakye na su va ti ho tu ye Ariya sakya ni vi pha va yan ti gam pi ra ban ye na su đề si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na te tăng a tha ma ma di yan ti đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng hê tê na sakye na su va ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wan ti sa ka ya de ti vi chi ke tang cha si la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ka tung hi dam vi sang ke ra ta năng pa ni tang e te na sa
tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha ye ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng te na sa ye na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta si tăng ghe ghim ha nát ma se ta tam mang niên ghim he ta thu ba mang tham ba qua răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang hi ta dạy đăng ni bua thế ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran nhô wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ba qua răng sa di đăng bi bua thế ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chết ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi ru nha ni pa te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho ni ta phu ta ni ta ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang a ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni li khe ta tha ga tăng đề hòa ma nô sa bố chi tăng sanh căn nam mắt sa ma su wa thi hô hô tu chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng quan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc phàm bân tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thể được y giả tan ta cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y trí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ
hàng xuân đấng dầu bốn lương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp tê về do tăng chung tù diệu mong chân ngôn này tu thành muôn hạnh phong anh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo tiên giảng tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính đằng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thù thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần dù thổ tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đấng Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đấng Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiền thiết pháp vô thượng do vậy chính đấng Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chứng niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã âm tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đấng Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đa thù. Tu đà quần dù thổ tâm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đấng Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đấng Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp
vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc khi chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh vung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Một bậc thầy kính trên lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, thưa quý vị, hôm nay là chủ nhật 2020, chúng ta lại có thêm một ngày nữa trong chương trình tụ họp đặc biệt trong thời đại dịch corona. Nếu chúng ta theo dõi tin tức ngày hôm nay thì có nhiều bài báo đề cập đến tương lai của thế giới liên quan đến đại dịch. Một ở trong những bài báo đã chúng ta chú ý được đăng trên tờ New York Times. Và qua đó người ta đặt một câu hỏi rằng, rút kinh nghiệm từ những đại dịch trong lịch sử nhân loại thì đại dịch đã kết thúc như thế nào? Điều rất là đáng ngạc nhiên là xuyên suốt trong những sự kết thúc của các đại dịch thì người ta chia làm hai. Một là đại dịch kết thúc do nhân loại tìm ra một phương pháp chủng ngừa, hoặc giả là một cái thuốc trị bệnh, trị liệu đại dịch. Và thứ hai là đại dịch đơn thuần là do cái quan niệm thích nghi của xã hội, người ta gọi là medical và social. Trong dịch lịch sử nhân loại, duy nhất chỉ có một trận đại dịch mà nó đã được kết thúc là do thuốc chủng ngừa. Đó là smallpox, tức là chúng ta gọi là bệnh đậu mùa. Ngoài ra thì tất cả những đại dịch thì nó kết thúc không phải là do người ta tìm ra được phương thuốc, mà thay vào đó là do một lúc người ta quá chán nản với sự lo âu sợ hãi. Ví dụ như sự lây lan của HIV/AIDS hay là Ebola. Ngày hôm nay những bệnh đó vẫn còn hiện diện và tiếp tục lây lan, kể cả bệnh cúm
influenza virus mà chúng ta biết rằng hàng năm có hàng trăm triệu người bị lây nhiễm. Thì bây giờ liên quan đến đại dịch corona, hiện nay thì đã có một vài nơi họ tuyên bố rằng tìm ra thuốc chủng ngừa, nhưng mà vẫn là một cái thống kê mới nhất của giáo sư Dickinson ở Đại học Johns Hopkins. Xem ra thì vẫn chưa có ánh sáng cuối đường hầm cho thuốc chủng ngừa và trị liệu. Chúng ta sẽ phải sống với dịch bệnh này, cũng như là dịch bệnh influenza. Nhưng mà chúng ta sẽ sống ra sao? Thưa quý vị, nói về điều này một cách rất tình cờ thì lại liên quan đến bài ở trong pháp chúng ta sẽ đề cập đến ngày hôm nay. Ngài Chánh Cha cũng công một phân đoạn đề cập đến cái ý niệm của thiền học đối với hành giả. Quan niệm của hành giả khi sống trong thiền viện ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung pháp thoại sau phần lễ tam bảo. Bây giờ thì xin kính cung trình Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Kính cung trình Thượng tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng tọa Minh Hạnh, Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ở trong cuộc sống của chúng ta thường có một giằng co rất lớn giữa lý thuyết và thực hành. Lý thuyết là thuộc về dữ kiện, thuộc về sự hiểu biết, thuộc về khả năng suy luận của chúng ta. Nhưng mà mặc dù những dữ kiện cho chúng ta biết rất là nhiều về sự thật, tuy nhiên đôi khi, thường khi, chứ không phải là đôi khi nữa, là lý thuyết đưa chúng ta đi xa thực tế. Và vì lý thuyết đi xa thực tế, do vậy một người nếu không khéo có sự quân bình đáng kể thì chúng ta sẽ bị đi vào trong tình trạng đó là không có khả năng để ứng dụng một cách cụ thể, hữu hiệu những gì mà chúng ta biết. Và suốt cuộc đời của chúng ta thì chìm ngập ở trong tư duy, ở trong lý thuyết mà chúng ta không thể hiện thực được. Ngay cả trường hợp chúng ta thấy ở tại Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ là một đất nước được xem là theo chủ nghĩa thực tiễn, pragmatism. Và pragmatic là một cái gì mà người Hoa Kỳ họ đề cao về xã hội, về quan niệm sống.
từ quan niệm về văn hóa, kinh tế, di dân đều theo chủ nghĩa sắc dục. Mặc dù Hoa Kỳ là một đất nước sùng bái chủ nghĩa sắc dục, và chủ nghĩa sắc dục đã đưa đất nước Hoa Kỳ lên sự phát triển cao độ cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đối với bệnh dịch Corona thì chúng ta vẫn thấy được một sự phân hóa rất lớn, không phải trên phương diện y tế mà trên phương diện xã hội, chính trị. Người ta đã biểu tình chống đối việc mang khẩu trang, và chỉ riêng về cái chuyện có nên không nên mang khẩu trang, người ta đưa rất nhiều lý thuyết khác nhau, và một cái hướng dẫn cụ thể có tác cách thực dụng gần với thực tế thì lại không có, khiến cho một khối lớn quần chúng cảm thấy hoang mang và không có sự hướng dẫn cụ thể. Điều này thật ra thì hoàn toàn không có gì ngạc nhiên. Khi mà Phật giáo ở trong buổi sơ thời, Đức Phật Ngài không tạo ra một hệ thống tín ngưỡng dân gian như chúng ta thấy ngày nay. Và Đức Phật Ngài cũng không có ý tạo nên một cái lập thuyết về triết học để làm cái cơ sở cho tư tưởng, mà Đức Phật đã giới thiệu một lối sống, một lối sống thực nghiệm ở trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi một vị tăng sĩ, mỗi một đệ tử Phật. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rõ rằng điều này nó đã đặt để cả nhiều thế hệ sau của những người con Phật phải luôn luôn phân hai giữa lý thuyết và thực hành. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi qua một phân đoạn mà qua đó Ngài Ajahn đề cập đến con người chúng ta khi bước vào thế giới của sự tu tập. Chúng ta phải làm sao vượt qua rằng ranh của tư duy, của lý thuyết, của kiến văn mà đạt đến chỗ áp dụng một cái thực tiễn. Chúng tôi xin mời quý Phật tử Quang Hỷ đọc cho phần bài đọc, và chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại. Để tri ân thượng tọa đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoa Nguyệt Huệ Ngọc cho Như Quỳnh biết được tín hiệu quán chiếu trích từ chẳng có ai cả Nơ A Trinh Cha cho tỳ khưu gánh hỷ chuyển dịch hành thiền tiếp theo. 19. Cơ thể ta có hợp của tiền. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn, bây giờ chúng ta thử trở về thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên, và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông thì có gì khác biệt đâu. Thế nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an. Không chiến tranh, không hận thù. 30. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp nên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 31. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 32. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chống đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. 33. Một chú Tân Say Di hỏi rằng thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào?
Chân Cha trả lời: giống như thiền sinh cũ, vậy thiền sinh cũ thiền như thế nào? Vẫn vậy. 34. Người ta bảo rằng những lời Đức Phật rất đúng, nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói, tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền. Khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng, bây giờ còn trẻ, tôi chẳng có thì giờ để ăn. Khi tôi già, tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này, nên bạn không thể tránh được nó. 35. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể vất thân khẩu đi, cũng không thể vất tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. Kết thúc chủ đề hành thiền, Nam Mô Bích Tha Giá. Con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lại để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến sư ạ. Kính bạch cô Nhật Quỳnh, kính bạch chư Tôn Đức, và thưa quý vị, ở trong những lời mà chúng ta lắng nghe về Ngài Chân Cha của bài học ngày hôm nay, trước nhất thì xin thưa rằng, có một vài điều Ngài đề cập đến trong bài, trong những câu nói này, mà bắt buộc chúng ta phải có một chút suy nghĩ và biết cái bối cảnh khi mà Ngài đề cập đến. Trong câu đầu tiên, Ngài nói rằng cơ thể của chúng ta tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào chế định và xem chúng là cái thực có. Như người, vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên. Gọi đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, thì có gì khác biệt đâu. Thưa quý vị, về điều này, thì Ngài muốn nói đến một điểm là khi chúng ta hành thiền, thiền tứ niệm xứ, thì người ta có cái khuynh hướng là nhận diện sự vật bằng cách đặt tên. Mà có nhiều người đem điều này hỏi Ngài Chân Cha. Thí dụ như người ta nói cái bước chân kinh hành dở à, bước đạp à, yeah, cái bàn chân của chúng ta, người khác cũng có thể nói là nhấc lên à, đưa đến đặt xuống, nhấc lên đưa xuống đặt, đưa tới đặt xuống. Thì thay vì nó dở à, bước à, thì người ta theo dõi, nhấc lên, đưa tới, đạp xuống. Nó cũng cùng ý nghĩa, nhưng mà là khác cách nói, cũng như chúng ta dùng khác ngôn ngữ. Hay hoặc giả, ở trong trạng thái nội tâm của chúng ta, thưa quý vị, có nhiều lúc, chúng ta rất là khó để đặt lên cho một cái gì đó. Ví dụ như, ở trong kinh nói về phiền não, có nhiều khi sự bực bội nó khác, mà sự sân nó khác, mà có khi sự phẫn nộ nó khác. Nhưng mà đôi khi lúc ở trong kinh, phẫn nộ cũng là sân, mà sự bực bội cũng là sân. Sân là cái gì đó khó chịu trước những điều trái nghịch lòng. Thì một trong những điểm mà thường khiến cho hành giả cảm thấy lúng túng
đó là bối rối ở trong cái danh gọi, ở trong cách đặt tên, ở trong cái sự nhận diện. Và khi mà hành giả vào tu tập thì hành giả phải hiểu cái tính chất tương đối của nó. Và cái sợ nhất của một người học về lý thuyết đó, là nhất định rằng phải gọi đúng cái tên. Dạ, phải gọi đúng cái tên. Chúng tôi nhớ rằng Ajahn Mahabua đó, hay dùng với cái chữ gọi là trái tim, Hariya. Thì khi mà người dịch đó, đôi khi họ dịch là straight from the heart, là trực tiếp từ trái tim, có nhiều dịch là chân tâm trực chỉ. Nhưng mà rồi thật ra trong cái nghĩa lý mà ngài Ajahn Mahabua thường nói đó, đó là một cái cách nói trực tiếp từ nội tâm, tức là không thông qua và một cái sự diễn dịch. Nhưng mà đôi khi cái ngôn ngữ không nó đã trở thành vấn đề. Và do vậy khi một hành giả tu tập đó, thì mình hiểu rằng tuy rằng mình quan sát đối với nội tại, quan sát đời sống nội tâm, nhưng mà trong sự quan sát đó đó, thường khi chúng ta tập một cái trở ngại. Và trở ngại ở đây đó, là những cái danh từ, những cái chữ dịch đó, nó chỉ là chế định, chỉ là cái quy ước. Quy ước thì theo ngôn ngữ, quy ước thì theo giai đoạn. Nhưng mà rồi chúng ta phải cố gắng để vượt qua những cái dị biệt, mà thường là những dị biệt không có đáng kể. Có những lần mà thưa quý vị, chúng tôi tham dự một số những cái buổi thảo luận Phật pháp mà hai nhà sư bỏ rất nhiều thời giờ tranh luận chỉ vì cái cách xài chữ thôi. Như là chúng ta nói chữ tác ý, dạ tác ý. Tác ý thì nếu mình dịch từ chữ Parashikara ở trong kinh Phật có cái nghĩa khác. Chỉ tác ý mà như thế này là tác ý. Tác ý nghĩa là có một cái giới hạn. Ngày thật sự ngày ví dụ như là cái bánh bao nó quá lớn mà chúng ta không thể ăn một lần nguyên cái bánh bao, thì mình chỉ cắn một miếng, cắn một chỗ nào đó. Một bức tranh quá lớn, mình chỉ tập trung một chỗ nào đó. Cái đó gọi là Parashikara ở trong Atida. Và vị sư đó khi nghe một người Phật tử nói rằng con làm việc đó thật sự không có tác ý, thì vị này nổi giận lên, nó không hiểu gì hết, không hiểu đúng cái chữ tác ý. Nhưng mà kỳ thật cái chữ tác ý bên ngoài đó, khi người ta nghĩ rằng đó là chủ tâm tác, chủ tâm tác là tác. Thì nếu chúng ta là người hiểu cái sự vừa phải đó, thì chúng ta nên hiểu là người ta nói cái đó, người ta dùng chữ đó và cái gì. Không nên nghĩ rằng nó phải như vậy. Yeah, chỉ tác ý chỉ có hiểu như vậy, không hiểu cách khác được. Nhiều khi nó có nhiều cái lấn cấn ở trong lĩnh vực ngôn ngữ. Và một người mà có cái tâm tu tập dung dị á, thì chịu khó đi vượt qua những điều đó. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Bây giờ chúng ta qua một câu tiếp theo. Câu tiếp theo mà ngài Ajahn Chah ngày đề cập đến ở tại đây là câu 30. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có ít người thực sự thực hành. Lời nói này của ngài Ajahn Chah đó là một cái tiếng chuông đánh động lên tất cả chúng ta. Khi mà mình đi quá xa về lý thuyết ấy, thì thưa quý vị, mình hay có cái chứng bệnh đó là cái gì cũng phê bình hết. Phê bình một cách vô tội vạ. Mình nghĩ rằng mình học một chút Phật pháp rồi, mình nghe vị thiền sư này nói một chút đó, ô vị thiền sư nói sai, nghe vị thiền sư kia nói thì không đúng.
Và có rất nhiều người cuộc đời của họ chỉ làm công việc là phê phán thôi. Phê phán để làm gì? Để chỉ trích các vị thiền sư. Phê phán để làm gì? Để người Phật tử không có tu tập. Mà họ nghĩ rằng cái chuyện họ phê phán không có tội bại gì hết. Mình là pháp sư, mình là người có kiến thức thì mình chỉ phê phán thôi. Nhưng mà đôi khi mình không đặt câu hỏi ra. Mình nếu mà mình đúng thì mình đã thực hành chưa? Mình đúng, mình đã đặt cái gì ở trong hương vị giáo pháp chưa? Hay là mình chỉ ngồi đó như một nhà bình luận, ai cũng phê bình hết. Và cái mục đích phê bình để làm gì? Phê bình chỉ để phê bình thôi. Và kết quả là có nhiều người không tu được, không học được. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều thứ vậy. Mình đi mình sống thấy có những người trong một cái tổ chức, trong một cộng đồng luôn luôn là có ý kiến phê phán về mọi người. Dĩ nhiên là không có cái nào hoàn hảo hết. Dĩ nhiên là nếu người ta nói rằng nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm ra một đoạn văn người nào đó mình đọc mình sẽ kết tội, và chẳng những vậy mà chúng ta có thể treo cổ người đó nếu mình muốn. Nhưng mà như vậy là chúng ta phải ý thức được một điều là một cái cạm bẫy rất lớn ở trong cái cộng đồng của tất cả các tôn giáo và Phật giáo của Phật, là có một số thành phần mà thành phần đó không có nhỏ, thưa quý vị, chiếm đa số là chỉ nặng về lý thuyết và phê bình tất cả sự thực hành, để rồi cuối cùng không ai làm gì được hết. Nghe mình nghe rất là kỳ. Có thể quý vị nghĩ rằng sao có chuyện lạ rồi, sao có chuyện là mình phê bình đến nỗi mình không làm rồi rốt cuộc không làm gì được. Nhưng mà thực sự là nếu quý vị đi sinh hoạt tu học đi chùa, quý vị thấy rất nhiều lắm. Bởi vì nhiều khi mình thấy rằng nói thì có hay đó, nói thì nghe có vẻ là tốt đó, nhưng mà mình đặt những lời nói đó nó sẽ dẫn người Phật tử đi về đâu? Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải đặt. Rồi bây giờ thưa quý vị, trong câu 31 Ngài nói là lý thuyết và thực hành. Đây là cái nhìn của Ngài Ajahn Chah. Lý thuyết là biết tên thuốc, nhưng mà thực hành là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. Cái chuyện này rất là đơn giản. Nếu chúng ta cần phân biệt giữa lý thuyết thực hành, chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi đi Đầu Đà bên Thái Lan, thì các vị ở trong rừng đa phần phải dùng thuốc dược thảo, dược thảo nó không trị hoàn toàn hết, nhưng mà có số thuốc trị rất là tốt. Ví dụ mình bị bón, mình bị cảm, mình cần lá sông, những thuốc bón uống cái gì dụng trường, thí dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ học cái tên thuốc không thì thật ra cũng chẳng giúp ích gì hết. Mà quan trọng là mình học được tên thuốc rồi, mình phải đi tìm thuốc đó. Thí dụ như chúng tôi nói cái amalak, trái amalaka, amalak là cái trái thì được bệnh đó, bệnh đó. Ở trong kinh nói bệnh mà ở ngoài cũng có nói như vậy. Nhưng mà mình biết trái amalak chứ có đủ đâu, chứ đủ. Mà mình phải biết là amalak đi tìm chỗ nào. Và nếu tìm được cái đó thì mình phải một vị tỳ kheo làm cách nào để có được trái đó mà không có bị phạm giới. Và làm sao có được trái đó rồi đó, thì làm sao mà có thể uống lần thuốc được. Trái amalak cũng trị nhiều thứ bệnh, nhưng mà không phải là có trái amalak trong tay thì chúng ta có thể xài được. Và đây là vấn đề mà rất là cần. Tại sao Đức Phật ngài đề cập là thưa quý vị, ở trong câu 32 đó, thì âm thanh bạn thích nghe tiếng chim hót, nhưng chắc tiếng xe chạy. Bạn sợ tiếng đông người và tiếng động. Bạn muốn sống một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. Ở trong cái tinh thần của một người tu học đó, thì một việc rất là đơn giản là chúng ta
nên biết khi mà mình mới bắt đầu hành thiền, khi mới bắt đầu áp dụng cuộc sống ở trong ở để áp dụng lời giải Đức Phật vào trong cuộc sống, chúng ta đang đi chập chững. Chúng ta giống như cái hoa còn non, cái hoa đó nó dễ bị nắng đốt cháy, và giống như một đứa trẻ cần rất cần cái sự chăm sóc bảo bọc đặc biệt. Thì như vậy mình hỏi rằng mình có nên đặt mình ở trong sự thử thách hay không? Thì nếu mình chưa đủ sức thì khoan đặt mình trong sự thử thách, mà mình phải chăm sóc thực hành của mình giống như chăm sóc một đứa nhỏ, một hài nhi. Và rồi một câu hỏi khác mà chúng ta đặt ra đó là như vậy chúng ta ở đâu? Chúng ta ở cái chỗ mà có nhiều tiếng động hay là tiếng chim hót? Cái chuyện đó nó cũng quan trọng. Cái quan trọng đó là mình hiểu rằng mình làm cách nào để cho sự thực hành của mình không bị ảnh hưởng. Nhiều khi chúng ta có cái bệnh, thưa quý vị, bệnh là gọi là có cái anh hùng tính. Anh hùng tính là mình muốn làm cái gì đó cho nó nổi, mình làm cái gì đó để chứng tỏ mình có bản lĩnh. Nhưng mà một cái người mới thực hành, kể cả một vị pháp sư có nhiều lý thuyết, kể cả một người có tuổi, có nhiều kinh nghiệm đời, khi vào thực hành thì vẫn có những cái chập chững. Và trong những bước chập chững đó thì chúng ta cần phải nương. Và cái nương đó là một cách nương nhẹ để làm sao cho chúng ta có thể tồn tại được. Do vậy, với bất cứ một người nào mà thực hành thì không phải là mình muốn chứng tỏ là mình hay, không muốn chứng tỏ mình giỏi, không muốn chứng tỏ là cái gì nó đẹp, thích hợp với mình. Mà điều quan trọng của người thực hành là làm thế nào mà ý thức được rằng mình mới chập chững đi trên con đường đó, và mình phải chịu khó. Chịu khó nương nhẹ, chịu khó linh động, uyển chuyển, để làm sao thực hành nó lớn theo thời gian. Vấn đề không phải là mình hay mình dở, mình có bản lãnh hay không bản lãnh, mình có chứng tỏ được hay không chứng tỏ, mà chính là cái khả năng nuôi dưỡng sự thực hành của mình. Thưa quý Phật tử, ở trong câu số 33, một chú Tân Sa Di hỏi rằng thiền sinh mới hành thiền phải như thế nào? Ngã Chân Gia trả lời là giống như thiền sinh cũ. Và người đó hỏi tiếp, về thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Ngài đó vẫn giữ như vậy. Câu nói này chúng ta nghe giống như một công án, giống một công án thiền vậy đó. Sao mà mình mới vô, một thiền sinh mới, một vị Sa Di hỏi rằng mình tu á, mình phải tu như thế nào, thì nói rằng tu giống như thiền sinh cũ. Mà hỏi thiền sinh cũ như thế nào thì trả lời là giống như mới. Thì ở đây quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu. Sư Nguyên Thông ơi, không biết sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không vậy? Dạ, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Đại Đức Tuệ Tri ơi, Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy không? Đại Đức Tuệ Tri và sư Nguyên Thông, và nếu có cô Tự Duyên nữa, khoan hỷ giúp tụng cho kinh Ratthanasutta bằng tiếng Phạn 3 lần, mỗi vị tụng 1 lần.
Và sau khi tụng lời bài học ngày hôm nay, bởi vì đang nói chuyện nhưng mà có khách đến, họ đang tìm có việc chút xíu. Dạ, có chút xíu rồi thì sau khi tụng xong đó, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục bài giảng ngày hôm nay. Và quý vị quan hỷ post dùm là pháp thoại sẽ được tiếp tục ở trong trong giây lát. Thỉnh sư Tuệ Tri, sư Minh Thông và sư cô Tự Duyên và có vị nào tụng cho phần tiếng Việt dùm cho. Cảm ơn các vị. Kính thỉnh để chúng ta minh hạnh là xung thông cùng đại chúng mà. Dạ, kính thỉnh xung thông tuần trước dòng mà tại vì đang kẹt một chút công việc à. Xin kính thỉnh xung thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con niệm Minh Thông. Con chúng nguyện sư phụ tập đụng kinh Ratana Sutta trước. Panita nato apatha yatatha gata sadasa paramiyo dasa upapa ramayo para paramatha paramiyo pancamaha paricage tiso cariya papima pavega pavakantin catin afini kamanang patha nacariyang bodhipalan kema ravichayang sakban yutanyana pative thang navalo kutara thamme tisabbe pime buathagune ava chitoa ve sali supakarang tare sitiya maratin parittang karanto Ayasma anang dathero vijakarun nyachitang upatapetva Kutisata sahase chuchakkavale sudevata yasanang patiganghan diyang javesa liyang pure roga Manusadu pisamputang tivitang payang kipamang taratape siparitang tang Panamahi yani daputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalike sape vaputa sumana pavang tu ato bisakat jasunang tu pasitang tasmahi puta ni sameti sape meitang karo tamanusiya paca Yataya sutamma chahita phavanti tasma hinera khata apamattam yankin chivetang itava hurangva sakke suvayang ratanang panitang nano samang athitatha jate na idam vibhuathe ratanang panitang ete na sakche na suvathi ho tukhayang viragang Amatang panitang yada chagasak yamuni samahito na te na thamme na samati kichi idambi thamme Ratanang panitang ete na sakche na suvati ho tuyang buta seto parivam na yisuchin samati manantarikan yamahu samadinate Naso nami chati idambi thamme ratanang panitang Te na sakche na suva thi ho tu ye pu ga la atha satang pasata chakta ri eta ni yuga ni hon ti te dakhi nei ya sugata sasavaka eta sudina ni maham phala ni idam bi sankhe ratanang panitang Ete na sakche na suva thi ho tu ye su pa yuta manasa dan he na nikai mino go to masa chanam Ite pakti pata amatang vigay halat da muda ni butin phung chamana idam bi sankhe ratanang panitang Ete na sakche na suva thi ho tu ya thi ngakilo patavin sito siya
cha tu phi ba te phi a sam ba co phi gia ta thu pa mang sup pu ri sang ba da mi yo a ri cha sắc cha na a ve cha pa sa ti đam bi sang khe ra pha năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni vi pha ba giang ti gam phi ra pa nhê na su đê chị ta ni kính cha bị tê hôn thì phu sa ba mạc ta na tê pháp văn a tha ma ma di văn thì y đàm bị sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu sa va sa đa sa na sam pa đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta và văn thì sẵn ca và điệt chị viết chi kính chị tăng cha sĩ la ba tăng va bị gia đa thì kính chị cha tu hà pa dê thì cha việt và mùa tô cha cha phi tha na ni áp phà bồ ca tum y đầm bị sẵn khê ra tân phá ni tăng ê tê na sẵn chê na su va thi hô tu kiến cha bị số cầm măng ca rô tư phà phá căn ca dê na va cha dù đá chê ta xa va áp phà bồ số sa phá thi cha đà và áp phà bá ta điệt chi phá đa sa vua ta y đầm bị sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na ba gum bê ya tha phu si ta ghê ghim ha na ma sê ba ta ma s min ghin hê ta thu pha măng tham ma va răng a đê sa di ni ba na ga min ba ra măng hi ta ye y đam đi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhô va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a đê sa di đam đi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng phu ra năng na văng na thi sam pha văng vi ra ta chi ta ya ti kê pa va smin tê khi na bi cha a bi run hi chăng đa ni băng thiền thi ra giá tha văn pa di bồ y đàm bi sanh khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tự gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta lý khê ta tha ga tăng đê và manu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su ba thi hô tu gia ni đa phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va gia ni va an ta lý khê ta tha ga tăng đê và manu sa bu chi tăng đa hâm măng na ma sa ma su ba thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng sang go hăng na ma sa na mu sa na su va thi hô tu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con được miễn tâm vừa xong bài thánh anasutta bằng tiếng pali bây giờ kính thỉnh mời sư phụ tuệ trí trở lại mai để tụng bậc kinh Tathāgata Sutta bằng tiếng Pali. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và con chân thành tri ân chi vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ tại trí. Đức Hùng kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bậc kinh Tathāgata Sutta. Panithanato pathaya tathagata sarasabharamiyo rasapabhara Ramiyo rasabaramatha baramiyo bancha mahaparichange tiso chariya pachima pavega pavakam ting chating apinikamanang bathana chariyang bodhi bandhan ke mara vichayang sapang yutang nyana pativetang nano lokuttara dhamme tisape vime bodha gune avachi twawe saliyati subhakarantare Sthiya marating baritang karanto ayasma ananda thero uyakarunna chitang Upathave twakoti satasahase suchako wale sudegwata Yasanam batiganhanti yengcha vesaliyam pure Roga manosadukpika samputanti vitang bhayang kipamantara thasi baritantang Panamahe Yani thaputa ni samagata ni puma ni vaja ni vanta lekhe Tatha sabbe vaputa sumana bhagvanto atho visakata sunam tupasitang
Tasmahi bhutani sameta sape metang karuta manusya paca yadi wacarato caharan tiye tasmahi ne rakata apmata yang kinci witang itawa hurang wasake suwa yang gatanang panitang nano samang ati tathagate nairam ibuthe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kayang gura agang panitang yada cagasakya muni samahito natena thammena samati kinci dambi thamme ratanang panitang etena sacena suvati hotu yam buddha setho parivanna yesu cing samadhi manantari kanyamahu samadhi natena samo navichati dambi thamme ratanang panitang etena sacena suvati hotu ye pukkala Atasatang basatha chatari etani yugani hantite Dakineya sugata sasavaka ete sudinani mahapala Naidam visankhe ratanang vanitang Ete nasache nasuvati hotu yeso payuta Manasadan hena nekamino Otamasasanam hite pati bata matang vigai halatha mutani puting punchamana idam visankhe ratanang panitang etena sachena suvati hotu yathing dakhilo patawing sito siya chatopi vate piyasambhakam biyo tatupamang sapurisang vadamiyo Ariya sacha niya vecha basa tiram visankhe ratanang panitang ete na sache nasuvati hotu ye Ariya sacha ni vipavayam tiram pirabhanye nasudesita ni kincha pite hontu pusapamata nate pavang atamamariyam tiram visankhe ratanang panitang ete Ete na sacce na suvati hotu sahava sadasana sambara yataya sutamma Chaita pavanti sakka yari vichikichitang chasila patang vabiyadati kinchi chatuha bhaji Chavipa muto chachapithana vyapapho katum idam visanghe ratanang panitang Ete na sacce na suvati hotu kincha viso Kammanguti bapakang kaye na wacha yuda chita sa vapapho sota sapati chada Yapapata di sabada sa vuta idam visankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu vana pagumbe yathapho sitake Imha namase patamas mingimhe tatubamang thamma varang Adesa yinipanaga ming paramang hita yairam vibuthe ratanang panitang Etena satyena suvati hotu vado varang yu varado varaharu Anuttaro thamma varang adesa yam vibuthe ratanang panitang Etena satyena suvati hotu khinang puranang navang nati sampavang Viraca citta yatike pavasming te khina bicha virunhi chanda Nibbanti thira yathayam paribu idam visankhe ratanang panitang Etena satyena suvati hotu yani taputani samagata Nipummani vaya nivantalikhe tathagatang devu manusapuchitang Buddhaṃ namāsāma suvāti hotu yāni thapūtāni samāgatā Nipummāni vāyāni vāntalikhe tathāgatāṃ deva manusabhūcitāṃ Dhammaṃ namāsāma suvāti hotu yāni thapūtāni samāgatā Nipummāni vāyāni vāntalikhe tathāgatāṃ deva manusabhūcitāṃ Sanghaṃ namāsāma suvāti hotu Dạ, con đã đọc xong bài kinh Ratanasutta. Ngày hôm nay thì không có cô tu nữ. À, dạ, có cô tu nữ Tài Duyên này. Kính mời cô tu nữ Tài Duyên này. Chúng tôi xin hỏi là có vị nào giúp để tụng cho phần tiếng tụng cho phần tiếng
tiếng Việt không? Nghĩa Việt, quý vị quan hệ giúp được. Nữ Tây Duyên. Dạ, chị mời cô tu nữ Tây Duyên đọc phần tiếng Việt nha. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính định lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài Giác Đăng. Dạ, bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báu tiếng Việt. Tôn giả Ananda tỳ trùng tỳ trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Quế Xá Ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là 13 la mật, 10 thượng 3 la mật, 10 thắng 3 la mật, 5 pháp đại thi xả, 3 hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệm đau màu, chiến thắng đại ma quân đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi, 10 muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu uy lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, phi nhân quay nhiễu trong thành Quế Xá Ly, thấy được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh Châu Báu. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân lo vốn đêm ngày hương phước lành đến chư thiên. Những vật quy trong đời chốn này hay nơi khác, cả Châu Báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là Châu Báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là Châu Báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tu. Đức Phật hằng ngợi khen, không gì xóm được. Do vậy chính chánh pháp là Châu Báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vị bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đấng thiện thể được tri giả tan thang cúng dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là Châu Báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc.
bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc vì như cột trụ đa theo chốn dặn xuống đất dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Đã nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê cũng tự tập động trước tam pháp thế gian. Do vậy tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường chứng tri lý thanh đê được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sử thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm mũ thoát khỏi đọa thoát khỏi bốn đọa sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thanh. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lợi ích chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liệu thông pháp vô thượng ban bao bàn bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chấp trong sanh vô đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn các chủng tử không còn. Ví như ngọn đèn tắt bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tự thầy muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này
tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đã như chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Tăng chúng bậc như đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh Châu Báo xong. Dạ, bây giờ con kính cung thỉnh Ngài Giác Đẳng trở lại với đạo tràng chúng con ạ. Sa thú, xin truyền đại đức Tuệ Tri. Dạ, không biết quý vị có nghe được không hả? Dạ không biết quý vị có nghe không vậy? Dạ quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Và xin tôn đức bà thưa quý đạo hữu, hôm nay có một chút trục trặc, xin lỗi quý ngài và quý phật tử. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với và quý vị có thể post giùm chúng tôi cái câu tiếp theo của ngài Achancha không? Hình như hồi nãy là đã nói chuyện tới câu số mấy rồi, quý vị có nhớ, có vị nào nhớ không? Quý vị quan hệ post sử dụng. Dạ xin post giùm cho câu số 33 giùm chắc. Dạ. Chào vâng. Đây là một câu nói rất là thú vị khi mà một vị
Sa Di. Dạ, thì vị Sa Di hỏi Ngã Chân Cha là một cái người mới tu, dạ, một thiền sinh mới đó, là nên nên hành thiền thế nào? Phải hành thiền thế nào thì Ngài nói là giống như thiền sinh cũ. Dạ, giống như thiền sinh cũ. Hỏi thiền sinh cũ như thế nào thì nói là vẫn giữ như vậy. Câu này mới nghe nói thì dường như là chúng ta cảm tưởng là Ngài trả lời cho có cái trả lời, hay trả lời giống như một vị thiền sư trong thiền đốn ngộ. Nhưng mà kỳ thật á, thì thưa quý vị, một điều ám ảnh tất cả các vị thiền sư, các vị, là chúng ta thường có cái ý niệm là đi tìm một cái mới, một cái gì rất là mới ở trong sự hành thiền. Cái tâm trạng của một người mà đi vào trong trường thiền đó thì luôn luôn là muốn chạy thoát, và muốn chạy thoát cái mà mình đang có. Bởi vì ở nhà buồn quá, ở nhà hay là ở trong chùa chỗ này chỗ kia có nhiều vấn đề quá. Và vì vậy người ta nghĩ đến cái chuyện là đi vào trường thiền để tìm cái gì mới hơn. nhưng mà cái mới đôi khi cái mới và cái cũ nó là vấn đề, là tại vì khi mình muốn nó cái mới rồi mình phải tìm cho nó khác cái cũ. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong đời sống tu hành đó, là quan trọng là cái thân tâm của mình. Dạ, rất là quan trọng. Và mình hiểu về cái thân tâm của mình, không phải là mình đi tìm một cái gì đó, một cái gì đó hoàn toàn mới lạ, hay một cảm giác mới, hay là một trạng hung hướng mới. Mà thay vào đó thì chúng ta nên ý thức rằng khi hành thiền là làm sao mình hiểu cái hiện có, đang có, và cái có đó nó vốn đã có rồi, nó vốn đã vậy rồi, nó không phải là cái gì mới hết, nó vốn đã vậy. Vấn đề là bây giờ mình nhìn nó lại, mình nhìn ở một cái nhìn khác hơn, nó không giống như cái cũ. Cái tâm trạng này thật sự thì chúng ta rất là khó để có thể hiểu khi mà mình vào trong hành thiền. Cái sự hâm hở của chúng ta vào trong một cái nơi mà hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, gặp một vị thiền sư mà chúng ta mộ danh tiếng từ lâu, được ngồi nghe pháp những điều rất là thú vị. Nhưng mà kỳ thật vấn đề không phải là mình, vấn đề không phải là mình đi tìm một cái mới, mà vấn đề là cuối cùng rồi thì cái thiền đường đó, vị thiền sư đó, bài pháp đó và những gì chúng ta được nghe hướng dẫn đều trở về với một cái mà nó vốn đã có sẵn ở chính chúng ta, đó là thân và tâm. Thật ra không phải là hơi thở, mình đang thở là hơi thở hoàn toàn xa lạ đâu. Chúng ta đã thở như vậy lâu lắm rồi trong cuộc đời, chưa có dịp nhìn vào hơi thở đó. Và cái cố gắng của chúng ta không phải là mình đổi mới hay là mình làm cái gì khác hơn, mà cái nỗ lực chúng ta là làm sao chúng ta có thể nhìn, ít nhất là đầu tiên tập nhìn một cách lặng lặng hơn, nhẹ nhàng hơn, và mình nhìn ở đó với một cái thái độ, một thái độ khách quan hơn, hơn là cái nhìn của chúng ta trước đây. Thì hỏi rằng thiền sinh mới hành thiền như thế nào? Cái mới và cái cũ đó chỉ là một cái quan niệm thường thức. Cái mới và cái cũ nên là một cái điều đáng được áp dụng, và một điều đáng được áp dụng. Mà cái chuyện chính của một hành giả tu tập, chuyện chính của một hành giả mà đem áp dụng đó là lắng nghe, nhưng mà không có kỳ vọng là mình nghe cái gì lạ lùng, nghe cái gì mới, hay là mình đạt đến cảnh giới gì đó. Dĩ nhiên điều này làm cho nhiều người thất vọng lắm. Ở trong chúng ta khi mà bỏ thì giờ, bỏ tiền vào trong trường thiền á, thì chúng ta muốn làm một cuộc cách mạng, một cách mạng rồi làm cái gì hoàn toàn đổi mới. Nhưng mà với một cái người, một vị người như Ngã Chân Cha, thì Ngài luôn luôn hiểu rằng ở đó có cái cạm bẫy, là chúng ta từ chối với cái gì quen thuộc, và chúng ta ngoảnh mặt đi với một điều mà đáng lẽ chúng ta phải quán chiếu.
Do vậy ở đây cũng xin nói là khi mà hành thiền không phải là mình đi tìm một cái gì mới, một cái gì lạ, hay là tìm kể cả một cảm giác mới, mà người hành thiền đừng đặt ra vấn đề mới hay là cũ, đừng đặt ra vấn đề là nó phải là thế này, đừng là thế kia, đừng đặt ra vấn đề là mình có thấy cái gì khác hơn không, mà trái lại là cái tâm của mình có khả năng tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn, khách quan hơn để nhìn thấy vấn đề hay không. Bây giờ thì xin quý vị quan hỷ post chìm cho chúng tôi câu 34 đi. Dạ, có vị nào quan hỷ post chìm tôi câu 34. Rất tiếc là chúng tôi ở đây, ở ngoài thành ra chưa có. Người ta bảo rằng lời dạy của Đức Phật rất đúng, rất khó áp dụng trong một xã hội. Nhưng rất khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói tôi còn trẻ không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng còn trẻ tôi có thì giờ để ăn, tôi không thì giờ, chẳng thì giờ ăn, thì già tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sự sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh ra được. Thưa quý vị, câu nói này một lần nữa nó đề cập đến một cái thái độ hăm hở của các thiền sinh. Dạ, thái độ hăm hở các thiền sinh. Thái độ này là gì? Thái độ này đơn giản là những vị thiền sinh luôn luôn có một lý do, có một lý do nào đó mà hẹn, nó gọi là procrastinate, tức là hẹn lần, hẹn lượt. Kể cả thưa quý vị, người mà chưa hành thiền lâu lâu đứng gặp các vị thiền sư đã đành rồi, ngay cả các vị thiền sinh đó, thì trong cái cách hành thiền vẫn còn giữ lại một ít cái gì đó mà mình chưa có dành còn trong. Tại mình nghĩ rằng à, cái việc đó mình sẽ làm sao, bởi vì mình nghĩ rằng sự hành thiền như vậy đó, mình sẽ không có thì giờ hay là mình bận rộn. Thì ở đây thưa quý vị, trường hợp này trong một trường thiền thì ít, nhưng mà trong một ngôi chùa như Ngã Chân Cha đó, thì chuyện này xảy ra rất là thường. Ngài Chân Cha, Ngài không dạy thiền theo cách của thiền sư Miến Điện, mà có một cái trường thiền riêng mà Ngài dạy là ở trong bối cảnh Ngài nhận những người vào công chùa, dù đó là vị tỳ kheo hay sa di hay là một nữ tu, hoặc giả là những người cư sĩ vào thì có những am thất để ở. Thì trong số này đặc biệt là các vị xuất gia thường là để tâm bận rộn mới bước đầu để học kinh, để chuẩn bị y bát và chuẩn bị những cái nhu yếu của đời sống là quen dần. Khi mà vào đó thì có nhiều khi 5-6 tháng vẫn chưa bắt nhịp được với sự tu tập, lại nghĩ chuyện đó sao. Nhưng mà Ngài thường nhắc rằng mình đói thì mình ăn, chứ có bao giờ mình nói rằng về già hay mai mốt nữa mình mới ăn. Thì như vậy cái gọi là đời sống thiền tập đó, đối với Ngài Chánh Cha đơn giản là mình có thể làm ngay, làm liền mà không phải cần phải hẹn lần, hẹn lượt. Mình có thể làm một cách như là mình ăn, mình uống, và như là người ta bỏ khúc củi vào tay mình dựng ra hết. Bỏ khúc củi vào tay giống như là một người thấy rõ cái hại của phiền não, thì mình dứt khoát là mình phải tìm cách mình trị nó thôi. Sở dĩ mà mình chấp nhận phiền não tại vì mình chưa thấy sự nguy hiểm của phiền não. Sở dĩ mình chưa hành thiền là tại vì mình chưa thấy cái giá trị của sự hành thiền trong đời sống. Và nếu mình thấy giá trị của hành thiền thì mình sẽ tự hiểu cái câu mà Ngài nói rằng mình ăn mình đâu có hẹn tới đứa già mới ăn. Ăn là cái gì rất là bình thường trong đời sống. Thì thưa quý vị, thông thường á, những người mà họ không thích hành thiền đơn giản là bởi vì họ nghĩ là hành thiền là cái gì rất là xa xôi, cái gì rất là trọng đại. Mà khi mình tu thiền á, mình phải có một bộ mặt mới, mình phải có cái gì hoàn toàn khác biệt với cuộc sống này. Nhưng mà Ngài Ajahn Chah thì Ngài lưu ý tất cả chúng ta rằng, để quý vị quan hỷ, dạ quý vị có còn nghe tôi nói được không? Dạ.
Ở đây một lần nữa, ngoài cái thái độ mới và cũ, chúng ta còn có cái thái độ hạn lần hạn lượt, gọi là khất lần theo thời gian. Và cái thái độ hạn lần hạn lượt này, thưa vị, nó thường để lại cho chúng ta một số các cái hệ lụy của đời sống. Là hễ một người mà cứ hạn thì hạn hoài, hạn hoài không bao giờ thay đổi được. Thưa quý Phật tử, chúng tôi nhờ Đại Đức Nguyên Thông. Nếu Đại Đức Nguyên Thông được Đại Đức Nguyên Thông nói chuyện cho khoảng chừng 5 phút, chứ có việc một chút xíu, xong công việc là sẽ trở lại với quý vị liền lập tức. Không biết Siêu Nguyên Thông có... Siêu Nguyên Thông, dạ vâng. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con tuân lệnh Sư Phụ sẽ nói chuyện về Phật Pháp trong vòng 5 phút. Kính thưa chư vị Phật tử và chư tỳ kheo, chư vị tôn đức trong đạo tràng kính mến. Thật ra mà phải nói rằng chúng ta là những người rất là hạnh phúc. Nếu mà chúng ta không biết rằng chúng ta hạnh phúc thì bây giờ nên biết rằng chúng ta là hạnh phúc. Thưa quý vị, tại sao? Là bởi vì chúng ta được tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trên trần gian này, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôi gọi là Buddha Dhamma, hay là nói tóm lại là Dhamma, là cái giáo pháp, là một cái chân lý tuyệt đối. Người, tức là chúng ta mà tiếp xúc được cái chân lý tuyệt đối và thực hành cái chân lý tuyệt đối đó vào trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta, thì chúng ta được hạnh phúc. Và tại sao? Là tại vì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng dùng tất cả những trí tuệ, sức lực, trí óc của chúng ta để diệt trừ tham sân. Mà một người đã diệt trừ tham sân si là một người đã không còn cái điều phiền não nữa. Thì cái đó là Nguyên Thông không nói ra, nhưng mà quý vị đã biết được điều đó rồi. Điều đó rồi, ai cũng biết, ở trong này người nào cũng biết điều đó. Nhưng mà làm sao để thể hiện cái điều đó? Kính thưa chư vị, muốn thể hiện trong điều đó thì chúng ta phải sống trong cái giây phút hiện tại. Bây giờ đây, lúc này, thì cái mà tiếng Anh gọi là the here and now, là tại đây và ngay lúc này. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta sống trong giây phút này đó, thì chúng ta sẽ trụ trong cái tâm chúng ta ở trong cái giây phút hiện tại này. Khi mà chúng ta trụ trong cái tâm chúng ta trong giây phút hiện tại này, thì chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta, cái sự biến đổi của tâm của chúng ta đang nghĩ về cái gì. Thì chúng ta là những người tu hành, thì chúng ta nếu mà được sống trong giây phút hiện tại, thì cái danh từ đó trong Phật giáo, trong Phật thì nói gọi là chúng ta ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác này tiếng Anh gọi là mindfulness, tức là chánh niệm tỉnh giác. Và chánh niệm tỉnh giác nghĩa là chúng ta có thể trực nhận được cái tâm của chúng ta đang hướng về đâu. Khi mà chúng ta, tâm chúng ta đang hướng về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà cái tâm của chúng ta muốn thể hiện cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thân tâm của chúng ta, thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật mong muốn. Là bởi vì Ngài nói rằng một cái cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là không phải là mua chuối, mua hoa quả để dâng Ngài. Cái điều mà mua hoa quả dâng Ngài mỗi lần mà chúng ta tụng kinh hàng ngày, hàng tuần gì đó, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta làm thì nó có đem cái phước cho chúng ta. Nhưng mà cái phước đó là cái phước ta gọi là hữu lậu, tức là đem cho chúng ta tài sản và sống dai. Nhưng mà cái phước vô lậu là cái phước làm theo những lời Ngài đã dạy. Và khi mà chúng ta làm theo lời Ngài đã dạy thì chúng ta thấy được, nếu mà làm đúng mức thì chúng ta thấy được cái chân lý. Và khi thấy được cái chân lý thì chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp và sống như là như mà Đức Phật giảng dạy, thì chúng ta đã chìm trong cái giáo pháp, sống trong cái giáo pháp, là một cái giáo pháp. Mà giáo pháp là gì? Giáo pháp tức là chân lý. Và giáo pháp là gì? Là trí tuệ, là vô tham, vô sân, vô si. Khi mà chúng ta khởi một cái tâm để làm cái gì thì phải dựng khởi cái tâm là vô tham, vô sân, vô si, thì cái đó là đúng hướng, đúng đường. Cũng như khi mà chúng ta vào chúng này để mà lắng bắt do Thế Tôn đã truyền dạy, mà Chư Tăng, Chư Tỳ Kheo đã
trùng tuyên lại là chúng ta sống trong giáo pháp đó. Mà sống trong giáo pháp đó mà hằng ngày như những người có mặt trong lúc này, thí dụ như là Thượng Tọa Minh Hạnh, Trăng Thu, Thi Lăng, Thăng Thủy Trần, Như Quỳnh, Lăng Dần Nhật, Kinh Miranda, Hồng Nhật, Thăng Ma Mười, vân vân, là những cái nick mà rất là đáng dễ thương, đáng kính trọng, là hằng ngày đã có mặt trong lúc này. Tức là chúng ta ta gọi là được truy rèn trong Phật giáo, mà tiếng Tây gọi là trompe trong the Buddhism, tức là hardened in the Buddhism, tức là mình sống trong cái giáo pháp mà được truy rèn, được mà sống trong cái giáo pháp đó, thì mình có một cái gọi cái mutation naturel, là một cái sự chuyển hóa tự nhiên. Cái sự chuyển hóa tự nhiên là chúng ta đã bỏ thời gian công lực để mà lắng nghe cái giáo pháp. Một người mà thường lắng nghe cái giáo pháp thì có một cái hiệu quả tự nhiên, là mình biết là cái phiền não trên trời gian trần gian này là tham sân si, mà cái tham sân si nó đi vào tâm chúng ta bằng sáu cái cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy rằng chúng ta như là một người tướng giữ thành mà cũng có sáu cửa, thì người mà giữ thành sáu cửa đó thì phải xem chỗ nào là bạn mà chỗ nào là thù. Bạn là vô tham vô sân vô si, thù là tham sân si. Thì khi mà một tâm chúng ta đã có móc lên một cái tham sân si nào đó, là tại sao? Là tại vì những cái tham dục, cái dục ái của chúng ta còn quá nặng nề, chúng ta thường mơ tưởng nghĩ đến cái điều đó. Thì khi mà biết được như vậy thì chúng ta phải diệt bỏ những cái đó. Một người mà thường xuyên diệt bỏ những cái tham sân si của mình hằng ngày, hằng giây hằng phút, mà làm đi làm lại nhiều lần như vậy thì nó sẽ trở thành thói quen. Vì vậy cho nên có câu nói rằng người nào mà đã gieo vào cái tâm của mình một cái thói nào đó thì nhiều lần nó sẽ trở thành thói quen. Mà cái thói quen đó mình làm nhiều lần thì nó sẽ là cái bản tính của chúng ta. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta làm chuyện tốt, nghĩ chuyện tốt, nói chuyện tốt, thì cứ việc làm chuyện tốt, nghĩ chuyện tốt, nói chuyện tốt. Thì nếu mà chúng ta thực hiện lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì chúng ta sống trong cái giáo pháp, thưa quý vị, không có một cái gì hạnh phúc bằng là được nghe pháp, không có gì hạnh phúc bằng là được làm việc thiện, không có gì hạnh phúc bằng có những người thiện hữu, không có gì hạnh phúc bằng được mà nói chuyện với nhau về giáo pháp. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng chư tỳ kheo hay là chư Phật đệ tử của Ngài đó, khi mà gặp nhau thì nói chuyện về Phật pháp, bàn chuyện về Phật pháp, nói chuyện về Phật pháp, bàn chuyện về Phật pháp, chứ không có nghĩa là tranh hơn thua. Nhưng mà trong có những trường hợp đó mà không nói chuyện về Phật pháp, bàn chuyện về Phật pháp hay là lắng nghe về Phật pháp đó, nếu không làm những chuyện đó thì người hành giả đã phải ở trong cái yên lặng đó, mà Đức Phật gọi là cái yên lặng của bậc thánh, tức là tư duy về giáo pháp, để tâm về giáo pháp. Vì cái đó ta gọi là chánh niệm Sammasati, là như vậy. Khi mà chúng ta thường xuyên làm được điều đó thì chúng ta đã gieo trong cái tâm của chúng ta những cái chủng tử, mà cái chủng tử này là cái thiện chủng tử, để cho chúng ta phải thường xuyên đọc kinh, thường xuyên ở trong chánh niệm tỉnh giác, để mà tự xét mình, thấy rằng mình cái giới mình có được trong sạch hay không. Trong cái vấn đề này, kính thưa quý vị, chúng ta không có thể là chúng ta dối người dối mình. Chúng ta không cần phải là dối người, không cần phải giả với mình. Nhưng mình thấy rằng cái điều mình nghĩ, mình phải biết rằng những điều mình nghĩ thiện, những điều mình nói thiện, những điều mà hành thiện thì có cái kết quả đó, và mình là những người sẽ hưởng kết quả đó. Nhưng mà mình nghĩ ác, mình nói những lời ác độc và mình hành ác, thì cái ác báo nó mình không thể nào tránh khỏi. Cái điều đó chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải rõ ràng cái điều đó, không thể nào dối.
làm sao chúng ta dối được cái chân lý được. Mình có thể là sao mặt này là kia, nói như này là cái sự thật, tôi không nên điều đó. Thí dụ như là chúng ta kính trọng thầy của chúng ta thì trước mặt cũng như sau lưng, thì cái đó là chúng ta phải tự biết. Thì cái đó là mình kính trọng vị thầy của mình trước mặt cũng như sau lưng, thì đó là mình có một cái niềm tự tin và thấy rằng chúng ta làm đúng chuyện. Chứ mà trước mặt mình giả giả thưa thưa, nhưng mà sau lưng là mình nói xấu, hoặc là mình không còn cái kính, có cái lòng kính kính trọng vị thầy của mình hay cha mẹ mình á, thì mình là một mình là người đã tự hủy hoại cái tư cách và cái giá trị của mình, cái dignity của mình, là cái phẩm chất của mình. Vì vậy kính thưa chư vị, cái điều này là cái điều mà những người mà có hành thiền, những người mà có tư duy, những người mà có học pháp, thì con nghĩ rằng tất cả chư vị ở đây đều hiểu rõ và giỏi hơn con về những cái lĩnh vực này. Bởi vì cái lĩnh vực này á, thì nó do những cái người mà thường xuyên tu học. Ví dụ trong này hổm trời do Nguyên Thông có gặp được một số người mà cô Nguyên Như có gửi đến lớp của thầy Thanh Tâm á, thì có những cái niết mới, mà những niết mới rất là thông minh, mà là giỏi tiếng Pali nữa, không biết học tiếng Pali hồi nào, mà những cái nick đó toàn là những tiếng Pali, thí dụ ánh sáng trí tuệ vân vân, hay là cái hạnh kiểm của mình là thế nào, thì tôi thấy là chúng ta phải là tin tưởng rằng, phải biết rằng xung quanh của chúng ta có rất nhiều người là bằng hữu của chúng ta, họ là những người thấp nhất là bằng chúng ta, còn thường thường là hơn chúng ta nhiều, và họ là bậc thầy của chúng ta. Nếu mà mình không thấy như vậy thì bây giờ mình nên thấy như vậy, bởi vì cái Nguyên Thông có được may mắn ở trong cái lớp của sư phụ Giác Đẳng này buổi sáng và buổi chiều, và trong cái lớp mà Nguyên Như Kỳ Viên của sư Thanh Tâm, và thỉnh thoảng Nguyên Thông cũng có qua lớp của ngài Trí Đức, thì thấy rằng tất cả những người mà trong đó khi mà họ chép lên thì chúng ta đã đọc được những tư tưởng của họ, những cái đạo hạnh của họ. Vì vậy cho nên chúng ta rất là hạnh phúc là đã được vào room Phật Pháp để mà học. Và những người trong room Phật Pháp thì nếu mà chúng ta quan sát và mình có thể là estimate hay là evaluate thì mình thấy là toàn là những người mà có những cái thân hành khẩu hành mà đáng kính nể, đáng học. Vì vậy cho nên con thấy rằng mỗi lần mà được vào hôm đây thì mỗi lần mình cảm thấy được hạnh phúc. Mỗi lần vào hôm đây coi như mình đã về cái ngôi nhà của chúng ta hồi xưa, thì có cái cảm giác đó. Và Nguyên Thông nghĩ rằng tất cả quý vị cũng như Nguyên Thông đều thấu có cái cảm giác đó. Nếu không có cái cảm giác đó thì quý vị sẽ không có thể nào mà hằng ngày bởi mong được đến giờ mà vào room để nghe sư phụ Giác Đẳng Tiểu Bá Tự Siêu và chư tăng trùng tuyên lại giáo pháp của Thế Tôn để giảng dạy cái đây hơn 2500 năm. Và may mắn cho chúng ta là chúng ta có được cái kết quả đó, có được cái dịp đó. Trong cái room này có lẽ Nguyên Thông là cái người mà vào giáo pháp rất chậm nhất. Anh nói cho vui nghe thôi, quý vị cười, 70 tuổi thì Nguyên Thông mới là xin xuất gia với ngài Viên Minh ở chùa Bổ Long. Thì bây giờ nếu mà có thể nói là khi mà mặc áo tràng và mặc áo sa di cho đến bây giờ thì nó cũng khoảng là 8 năm, 10 năm. Bởi vì 2 năm đầu thì học giới tử thì chỉ mặc áo tràng thôi, rồi sau đó rồi xuất gia sa di thì mới mặc áo cà sa. Thành ra thì tất cả những cái nói lớn hơn là phải không? Dạ, nói lớn hơn thì để tôi coi
cái máy này nó không phải như cái việc xung của cái Bluetooth này, nó không có để cái volume của cái microphone cho đã có thể cái volume của cái speaker thôi. Thành ra nói lớn tức là tôi phải nói mạnh lên. Bây giờ quý vị nghe không rõ sao? Tôi nghĩ là làm sao nghe được tiếng nói lớn hơn. Có lẽ là nói Ottawa nói lớn lên. Chứ còn nghe được hả sư Chánh Tâm? Xin cảm ơn sư. Kính thưa chư vị, cái điều mà sư bá cũng như là sư phụ giác đẳng có nói là cái mà chúng ta phải tu thiền samatha. Samatha là thiền chỉ để đạt đến cái định đó, hoặc samathi. Thì cái định đó là nếu mình thường xuyên mình theo dõi cái hơi thở của mình, hơi thở vô, hơi thở ra, mà mình biết và những cái trạng thái tâm và những gì nó xảy ra trong con người của mình, hay đau nhức hay là thế nào đó, thì chúng ta theo dõi giỏi được như vậy đó, thì đến một cái thời gian nào đó thì cái đó là cái concentration của chúng ta, cái focus của chúng ta, cái chú ý của chúng ta, thì nó sẽ trở thành một cái định. Mà cái định đó mà Đức Phật nếu mà mình nó bị chấm dứt đó, mình nó gọi là vô gián định. Gián là mất. Vô gián định là khi mình đang chú ý vào cái tâm chúng ta, vào hơi thở hay tâm chúng ta về sống trong giây phút hiện tại, thì cái vô gián định mà càng nhiều á, thì cái định càng cao. Cái định càng cao. Và cái samatha, cái môn học thiền chỉ này đó, nó cho chúng ta có cái định. Mà chính cái định lực này nó có thể diệt trừ phiền não. Và cái định lực này nó sẽ đưa chúng ta đến thần thông. Và định lực này nó cũng giúp chúng ta mà khi mà chúng ta qua cái Vipassana là quán thân thọ tâm pháp. Khi mà chúng ta quán Vipassana thân thọ tâm pháp để làm gì? Quán dạ bây giờ tôi chỉ có mới 81 tuổi rồi, mà gia đình thì tôi xuất gia là người lớn tuổi xuất gia, cho nên cái nhà tôi bây giờ chỉ có một người là bà bạn tôi. Mà bây giờ tôi 81 tuổi rồi, cái người mà 81 tuổi thì có thể lát nữa tôi chết, giải ra nhặt đặt đi tôi chết, cái chuyện đó coi. Thành ra tôi không muốn là ở chùa đó sẽ làm tôi chết ở chùa, khó khăn ở chùa. Mà phải công nhận sư phụ giác đẳng là cái người, một vị trụ trì mà là một người tỳ kheo đầy đặn bao dung. Khi mà tôi ở nhiều cái chùa đó, mấy chùa khác nó nói là anh ở đây đó thì một vài năm một vài tháng rồi anh về nhà anh đi, chứ bởi vì bệnh hoạn thì không ai lo, anh chết không ai chôn, ví dụ vậy. Tôi mới kể chuyện với sư phụ giác đẳng như vậy, sư phụ giác đẳng nói anh ở đây đi, rồi anh bệnh hoạn là tôi lo cho anh chết tôi chôn. Đó là câu nói của sư phụ giác đẳng nói cho tôi. Thành ra tôi rất là kính trọng ngài, một người tỳ kheo, một thầy mình, sư phụ mình, một người có lòng từ bi bao dung như vậy. Những lần mà tôi đi với sư phụ giác đẳng đi qua bên Ấn Độ thì không có nhiều lần, mà lần nào đi đâu thì tôi cũng kế bên ngài, mà tôi là cái người hỏi ngài nhiều nhất. Cho nên lần đi lần đầu tiên với ngài về nhà, ngài thuật lại với những người mà phóng viên đó, thì ông kia mới lại hỏi tôi để rồi ông sẽ viết một bài báo đăng tin cái tờ gì đó của Chùa Phật luôn. Hồi đó là một người mà cái là đi đâu hỏi, mà sư phụ giác đẳng có cái kiến thức, mà kiến thức của ngài đó có thể nói là một cái encyclopedia, tức là một cái bách khoa toàn thư. Cái gì ngài cũng biết. Thí dụ cái hoa hường thì ngài biết cái hoa hường, nhưng mà hoa hường nhỏ thì ngài nói là tường vi hay là tử vi. Tường vi hay tử vi, một người miền Nam thì gọi là tử vi, từng miền Bắc thì gọi là tường vi, mà cũng là hoa hồng. Thì tất cả những cái điều sư phụ giác đẳng đến rồi hả? Nếu sự thật ra dạ đến giờ rồi, bây giờ sao hả? Tôi xin được trao máy lại cho người cô Việt Quỳnh hay là Lâm Dạ Nguyệt. Cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Tôi đang mơ chờ sư phụ chắc đã vào mà thấy bây giờ mình coi lại mới thấy là đã hết giờ quá. Nhỉ?
giờ 3 phút rồi. Dạ. Xin mời cô Nhật Quỳnh dạ. Sao chú xin truyền sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, mai này chúng tôi sẽ cộng cái câu đó vào trong bài ngày mai. Và bây giờ đã hết giờ rồi. Chỉ xin nhắc mọi người một điều là cho đến nay thì chúng ta vẫn nghe nhiều tin tức về những cái phương thuốc trị liệu mà có cái triển vọng là sẽ trị được COVID. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những điều này đều mang tính cách là nhất thời. Chúng ta chưa có một cái luận cứ gì chắc chắn để nói rằng những thuốc đó là thực sự tốt. Do vậy, khi một người mua thuốc để dành cũng như là đi trị liệu nếu trong phòng COVID, phải đặc biệt nên tham khảo với bác sĩ, đừng tự mình uống thuốc. Nhiều người tự mình uống thuốc gặp rất nhiều nguy hiểm. Xin tất cả chúng ta lấy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư tăng và quý Phật tử đã vào Room để hỗ trợ chương trình. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Phật Vương Tam Thế Pháp Bảo. Nam mô Phật Vương Tam Thế Tăng Bảo. Pháp vi diệu nghìn thân an ngộ. Phương thở khó cầu. Ngày tàn tháng lùng qua mau. Đâm sai trần cảnh vùi đầu tử sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng. Đây là giờ đọc cùng pháp âm. Lời vàng lý nghĩa cao thâm. Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô ta sắc pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a tha sa na ta a ra ha tô sam ma sam bu a tha sa na mô pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bu a tha sa cuối đầu đảnh lễ đấng tự tôn. Bần chánh viên kỳ đáng cung dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh. Làm như lời quần sanh vua thăng sanh ga cha mi thâm an sa ra nang ga cha mi sanh khăn sa ra nang ga cha mi đô ti yam bi vua thăng sa ra nang ga cha mi đô ti yam bi thâm an sa ra nang ga cha mi đô ti yam bi sanh khăn sa ra nang ga ta mi ta ti yam bi vua thân sa ra nang ga cha mi ta ti yam bi thâm an sa ra nang ga cha mi ta ti yam bi sanh khan sa ra nang ga cha mi đệ tử quy y Phật na đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp Nga đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắng lạc. Quy y quân văn lần phẩm bảo lần thứ ba. Đệ tử quy đi Phật Pháp tâm tam bảo như tâm đảnh lễ đức Như Lai bần ưng cung chánh biên kỳ minh hành tung thiền thệ thế gian giải vô thường điều ngự thiên nhân tư Phật Đà Thế Tôn nhân tâm.